Quế Ngọc Hải bình phục chấn thương trước trận đấu Oman gặp Việt Nam. Quế Ngọc Hải bị đau ở cổ chân vì một pha tiếp đất trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Oman vào tối 9 tháng 10. Dù vậy, đây chỉ là chấn thương nhẹ và đội trưởng của đội tuyển Việt Nam bình phục nhanh chóng, có thể tập luyện bình thường trở lại sau một ngày. Kế hoạch tập luyện của đội tuyển Việt Nam hôm qua mùng 10 tháng 10 chỉ có một chút xáo trộn do điều kiện thời tiết. Mưa bão tại Oman khiến sân tập của khu liên hợp thể thao gần nơi đóng quân của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không đảm bảo chất lượng, do vậy đội tuyển Việt Nam phải tìm một địa điểm khác, mất khoảng 25 phút di chuyển. Ngày hôm qua mùng 10 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo cho các học trò rèn kỹ năng các bài tập tấn công. Đây là điểm đội tuyển Việt Nam cần cải thiện để tăng tính hiệu quả trong lối chơi để hướng tới mục tiêu giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tại vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á. Sau 3 lượt trận, đội tuyển Việt Nam đã được ghi 3 bàn thắng nhưng chưa giành được điểm nào. Chiều nay, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu với Oman, sau đó đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng. Trận đấu giữa đội tuyển Oman và Việt Nam thuộc lượt trận thứ tư vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á diễn ra vào 23 giờ ngày 12 tháng 10 giờ Việt Nam. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng B, chưa có điểm nào, trong khi Oman đứng thứ tư với 3 điểm từ trận thắng đầy bất ngờ trước Nhật Bản.